số 68 Trần Thị Cẩm Thu, số 75 Trần Thị Mỹ Thương, số 76 Huỳnh Thị. Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Đường truyền vào trong, tình huống khá nguy hiểm. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay sẽ được thi đấu tập trung tại khu vực phía Bắc. Cơ hội đó là đường truyền hay dành cho vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 21 Tạ Thị Thủy. Căng ngang vào trong, pha chuyền. Đường truyền hay dành cho vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 21 Tạ Thị Thủy. Căng ngang vào trong, pha chuyền kiểm soát dành cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Đường truyền vào trong, đánh đầu. Pha chuyền kiểm soát dành cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Đường truyền vào trong, đánh đầu. Pha đánh truyền vào khu vực trung tâm. Vũ Thị Hòa pha thả bóng khá hay. Tuyết Dung không vào, khá lộn xộn. Truyền vào khu vực trung tâm. Vũ Thị Hòa pha thả bóng khá hay. Tuyết Dung không vào, khá lộn xộn. Thị Duyên khá quyết liệt. Thị Duyên khá quyết liệt, quyết định sử dụng kỹ thuật. Đường truyền khá hay, quyết định sử dụng kỹ thuật. Đường truyền khá hay. Cú sút vào. Quyết định sử dụng kỹ thuật. Đường truyền khá hay. Cú sút vào. Đó là cú dứt điểm tốt đến từ cầu thủ. Tiếp tục là một đường truyền ở tình huống cố định, là người đang thi đấu ở vị trí trung vệ cùng với Như Ý. Đường truyền tiến hay, chưa phải là cú dứt điểm, những pha phối hợp 1-2 khá hay. Đường truyền vào, đó là một, và họ đang rất tranh chấp khá quyết liệt. Cú dứt điểm từ xa, pha đánh chặn hay, nhưng tiếp tục là một đường truyền hỏng nữa và sẽ mở ra cơ hội nguy hiểm. Cú dứt điểm là khóa cơ hội. Liệu rằng ở trong tình huống này thì Trâm sẽ làm gì đây? Cú dứt điểm từ xa khá nguy hiểm. Cơ hội. Liệu rằng ở trong tình huống này thì Trâm sẽ làm gì đây? Cú dứt điểm từ xa khá nguy hiểm đồng đội của mình. Đường truyền vào trong, đánh đầu. Tiếp tục là một phần. Đường truyền khá tốt vào trong của Như Ý, không vào. Khá hồi hộp với quả phạt góc này. Pha chèo bóng vào trong, pha chèo bóng đang bị đối phương bẻ gãy một cách khá dễ dàng. Vị trí của Tuyết Dung, pha căng ngang vào trong, đấm bóng an toàn, an toàn đến từ các cô gái áo đỏ. Và với quả đá phạt này thì liệu rằng các cô gái áo trắng có thể mở ra một pha bóng nguy hiểm hay không? Không vào. Tạ Thị Thủy đường truyền hay, cuối cùng cũng có được đường truyền vào trong. Đó là pha dứt điểm ngay đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 10. Lan Anh đã theo kịp tình huống vừa rồi. Đường truyền hay, Vũ Thị Hoa dứt điểm. Vũ Thị Hoa dứt điểm. Cú dứt điểm của Vũ Thị Hoa đã đưa bóng đi trúng vào hai trung vệ bên phía đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh 2. Cụp Thái Sơn Bắc lần này có vẻ như đó là pha dứt điểm đến từ vị trí của cầu thủ vào. Đó là pha dứt điểm đến từ vị trí của cầu thủ vào. Điểm đã đi trúng vào người của một hậu vệ bên phía câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Mang áo số 10 Nguyễn Thị Linh và cầu thủ mang áo số 3 Nguyễn Thị Thùy Linh. Đó chính là cầu thủ mang áo số 31 Thục Nghi. Quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tranh chấp khá quyết liệt. Tuyết Dung pha treo bóng vào trong. Tình huống dứt điểm ngon ăn dành cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Pha vào đóng rất chuẩn xác. Thị Duyên cơ hội, như vậy đã có lỗi vì dứt điểm ngon ăn dành cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Pha vào đóng rất chuẩn xác. Thị Duyên cơ hội, như vậy đã có lỗi vì Phú Hà Nam, nhưng bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát. Thị Duyên pha căng ngang khá tốt. Lần này đến lượt Cẩm Ly, đường truyền vào. Thì có một đường truyền vào trong mà đó là một tình huống phối hợp sau quả phạt góc. Tuyết Dung, Cẩm Ly, vẫn đang là Cẩm Ly, đường căng ngang, cơ hội.
không hề có lỗi biên vị, dứt điểm và có một đường chuyền vào trong mà đó là một tình huống phối hợp sau quả phạt góc. Tuyết Dung cẩm ly, vẫn đang là cẩm ly, đường căng ngang cơ hội, không hề có lỗi biên vị, dứt điểm và 2-0 dành cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Dẫn dành cho trận đấu ngày hôm nay tiếp tục là vị trí của Tuyết Dung, pha xử lý hay, cú dứt điểm lần này thì đang là hai cầu thủ áo đỏ. Pha Khứa Long, tình huống Khứa Long hơi liệu rằng sẽ mở ra cơ hội không? Đó là một đường chuyền hỏng đến từ vị trí của các cầu thủ. Cơ hội! Bóng vừa chạm số 16 Nguyễn Thị Hạnh. Thị Duyên treo bóng vào trong, đường chuyền khá nguy hiểm, không vào. Số 16 Nguyễn Thị Hạnh. Thị Duyên treo bóng vào trong, đường chuyền khá nguy hiểm, không vào. Hai. Tiếp tục là một pha mở biên hay dành cho vị trí của Nguyễn Thị Hạnh. Đường chuyền vào trong và cánh trái và có được một sự ăn ý khá tốt. Đâm bóng an toàn, dứt điểm. Đó cho tất cả các đội bóng ở giải đấu lần này khi mà hiệu số cũng là một điều khá quan trọng. Tiếp tục đánh đầu lại Tạ Thị Thủy, đồng đội đang di chuyển. Hoàng Vân, tốc độ của Hoàng Vân, bóng vẫn còn. Đường chuyền vào khá nguy hiểm, cú sút xa, bóng vẫn còn. Tiếp tục là cú dứt điểm nữa của Nguyễn Thị Hạnh.